Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Piaggio Beverly 2020. Đối thủ cạnh tranh của chiếc Honda SH 300i 2020. Piaggio Beverly 2020 hoàn toàn mới trình diễn trong cái sự kiện ESMA năm 2009, thể hiện được cái sự đẳng cấp của dòng tay ga hạng sang, vừa mạnh mẽ, thể thao lại đầy tiện ích. Piaggio Beverly là sản phẩm của nhà sản xuất xe tay ga lớn nhất thế giới. Xe xuất hiện tại triển lãm ESMA với 3 phiên bản hoàn toàn mới, bao gồm Beverly 300, 350, Beverly 300S và 350S, cùng chiếc Beverly 350 Tourer 2020. Và đây là cái chiếc Piaggio Beverly 350 Tourer 2020 tại cái sự kiện triển lãm ESMA năm 2009. Phiên bản Beverly 300 và 300S được trang bị cho mình có động cơ Sander 4 thì 4 vành, dung tích thật là 300 mã khối, phun xăng điện tử, sinh ra một công suất đa là 21 mã lực tại vòng tua là 7.250 vòng trên phút, mô men sắc đại 22,5 cm tại vòng tua là 7.000 tại vòng tua 5.700 vòng trên phút. Với hệ thống động cơ như vậy, ta thấy được cái chiếc Beverly 300 và 300S 2010 đạt sức mạnh vô cùng xuất sắc, đem đến cảm giác ga rất nhạy. Còn đây là cái bản Beverly 350 và 350S được trang bị động cơ xanh đơn 4 thì 4 vành, dung tích thật là 350cc, phun xăng tử làm mát bằng chất lỏng. Hệ thống động cơ này cho phép Beverly 350, 350S đạt được công suất là 30,2 mã lực tại vòng tua là 8.250 vòng trên phút, mô men sắc cực đại là 29 cm tại vòng tua 6.250 vòng trên phút. Cùng với công suất đầu ra như vậy, nhưng xe vẫn đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu rất thấp. Trên gia đình xe tay ga mới từ Honda Piaggio Beverly được trang bị những thiết bị tiêu chuẩn hiện đại, và đáng chú ý hơn, hệ thống chống bốc cứng phanh ABS và hệ thống kiểm soát bấm đường ASA có thể trên tất cả những bản. Cái chiếc Beverly 2010 gợi nhắc đến những nét tương đồng về mặt ngoại hình với Piaggio Beverly đang được bán ra thị trường Việt Nam. Xe còn có thêm hệ thống điều khiển từ xa, có khả năng mở cốp xe mà không cần đụng đến tay nới. Các khoảng đựng đồ dưới yên cũng rất là rộng rãi. Trên xe còn có thêm cổng sạc USB với rất nhiều chức năng và thực tiễn, rất hữu ích cho việc sạc năng lượng những thiết bị điện tử nhỏ hiện đại như điện thoại thông minh chẳng hạn. Tất cả những phiên bản của Piaggio Beverly 2010 đều có những màu sắc bắt mắt, đem lại cái diện mạo đẹp sang chảnh. Các cụm đồng hồ xe là loại LCD hiển thị những thông số hữu ích. Tất cả như cái đèn báo ABS và ASA kết hợp cùng với những nút đặc biệt trên phần tay lái. Với những thay đổi cùng với hệ thống động cơ của phiên bản Beverly 2010, 300 và 350 có thể cạnh tranh sòng phẳng với cái chiếc Honda SH 300i 2020. Vẻ ngoài sang chảnh hiện đại, vẫn thể thao mạnh mẽ của cái chiếc Piaggio Beverly 2020. Riêng cái phiên bản Tourer thì có kính chắn gió cao, thùng đựng đồ phía sau lên tới là 36 lít. Và đây là cận cảnh mặt trước của xe. Yên ngồi rộng rãi, hiện chưa có rõ khi nào Piaggio Beverly 2020 sẽ được phân phối thị trường Nam. Đây rõ ràng là một dòng sản phẩm thuộc phân khúc xe tay ga cao cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và tiếp nhớ like, subscribe.